phong nguyện kiếp tu hành tinh tấn, đắp chân tâm thanh tịnh nhiệm thương cho đời muôn nẻo về đâu, dòng xuôi lệ không còn sư nói gốc nở hoa sứ người, gặp sư đắc đáo biết cười, gần sư hạnh phúc hơn 10 lần giàu sang. Thực tế thì thời gian cần sư đem thầm nghe những điều phụ nữ cùng các sư tham tưởng cùng sư cô nằm ở đây thăm ri chia phụ nữ được bên đang nhận nhà đại phu tạm con thấy rằng ở đây có người Pháp, có người Đức này, có người Úc này, có người Malay này, Singapore đều luôn hết nhau. Nhưng mà khi mà người Úc hay là các nước mà tới đây á, ngay cả Phước Lộc nó bên Đức rồi, mà thấy ở trong rừng này mà tụi con xây dựng cái thiên đàng trong rừng này, Phước làm sao làm được, tụi con thấy không? Thì Phước ở đâu có, không phải là cái kiếp này không, mà kiếp trước tụi con đã phong trần. Cho nên á, sư thấy rằng không phải chỉ có cái phước mà hữu lậu thôi, nhưng mà khi cô Nghiêm được sư đưa về Cực Lạc thì con cháu đó dễ thương hết mức, cái hình ảnh á chưa có thấy là những đứa con cháu coi như là khi quan tài của bà để nó chia một phần phước của bà, hay và đặc biệt lắm, một sự gian dựng rất là đặc biệt, mà phải nói là cái chuyện này là người không đạo hết, ông sắp xếp và ông biết được cái phong tục của Lào, rồi từ những cái nghi lễ này hay lắm, cái phước nó dầu đủ nhưng người móng tay của ta đưa lại để xây dựng người cái đường thiện của thế gian này. Khi mà mẹ tụi con còn sống thì cái chuyến đầu tiên sư tổ chức qua bên Ấn Độ, một cái chân trời rất là mới,
sao vậy? Một nhà sư bên Úc mà đầu trần chứ không? Mà bất cứ một hoàn cảnh nào có thể xây sở được. Bây giờ quán độ dễ lắm rồi. Nhưng mà ngày xưa mới đầu quán độ nó khó lắm. Nó cái môi trường nó không bắt được khi mình ngồi. Bây giờ các nơi mình có thể họ đã xây dựng những cái chỗ mà mình nghỉ ngơi hoặc là đời sống về vấn đề an sinh nó cao rồi. Và khi mà mẹ tụi con qua bên Singapore, Mã Lai hoặc là đi qua Miếu Điện, đi đây, đi đó thì cuối cùng không đi đâu mà rất là hiếm. Sư đã đi tu và xả thân cái cầu đạo đó, được mấy người đếm trên đầu ngón tay trên cái hành tinh này mà được may mắn như vậy, mà hậu của mình là được may mắn như vậy. Cho nên sư mừng là tụi con đã cho sư làm cái việc mà thế gian này học hỏi. Thế gian này thấy rằng cái tuyệt vời hơn tất cả các tuyệt vời khác. Nơi nhà hoàn hà, những loại thực hoàn hà, những nhà khác nhau. Thế hồi nhìn cũng nghe, hồi nhìn cũng thật như dạy của Phật Trang. Nhà năng, Phật Trang, Phật Trang, hồi nhìn cũng nghe, của họ, chẳng khi chạy, cũng nghe, lệ hết. Sư qua trong chuyến này là để những lời báo ngọc đó, là thị đạo của con đó, tổ chức chuyến Ấn Độ, Nepal và Tây Lan. Nếu mùi rảnh á, hai vợ chồng đi rất là tiết kiệm đó. Sư phải đi như những người khác là ở khách sạn 4 năm sau là tốn kém, rồi cái người tổ chức đó họ ăn với họ. Ai thiếu sư còn cho nữa là ăn. Tụi con thì như vậy đã được, không phải những vật chất của tinh thần tụi con đã như vậy. Thành là đi về đến tứ động tâm, một lần kiếp người vào được tứ động tâm. Mà đặng trung tâm mình nó cho phải đi mà có những cái kiểu mà như du lịch đâu nghe con. Đi từ một chỗ là học hỏi phải giá trị ngàn vàng đúng không? Vì vậy cho nên á, trong cái chuyến này sắp chuẩn bị á, là đi Nepal này, India này, Sri Lanka, thì sư cũng cho tụi con biết là nếu nào muốn đi mới báo học ghi tên và sư sẽ sắp xếp. Trong chuyến đi nó có 21 ngày có ba nước mà nó rất là hài hòa, sống với từng người. Mỗi người một nước một non mà bước vào cửa đạo như con một nhà. Sướng không? Nên là dàn như vậy, người ta mà người ta nghĩ chuyện cuộc sống ăn xứ thì suốt từ mỏ này làm ăn mà đi lệ làm ăn mà đi sẽ suốt vì phụ chắc tăng năm của vườn cua và đi bàn đi lệ sinh vật cả thành đấy chú cháy thì phải buồn sau đấy năm năm rồi bây giờ đại sư một tháng tôi con đến cái thế gian này bằng như thằng nhỏ gọi tâm vậy đó, chút xíu lọt ra lòng mẹ rồi lớn lên đến bây giờ, rồi một ngày nào mình phải giả từ cái thế giới này. Đó là cái điều không thể nào mà ai chạy trốn được hết. Nhưng một vị tăng thống, thầy của ông này là nghèo phải chết. Sư cầu nguyện cho ông sống được thêm 11 tháng. Tụi con có nghe và có biết là cái hình ảnh á, mà nếu không có ông cho tiền ở đó, không có ông sư đệ của ông này, và không có ông bác sĩ mà chuyên môn để mà lo cho ông tăng thống đó, ngày Pravichit á, thì làm sao họ tin được. Khi mà cái cô ở bên Bangkok á, là vợ cung tướng bay từ Bangkok về đến tỉnh xá mình để nó thỉnh sư và cầu nguyện cho vị tăng thống. Thì ngày chiến chiến thì sư đã biết ở Tích Lan và đến đây bao nhiêu lần Bảo Ngọc dẫn sư đến thăm đến để ngày. Thì lúc bây giờ thế nào vô thấy ngày nằm và tình trạng chỉ còn vài ba ngày nữa thôi. Nhưng mà sư cầu nguyện cho ngày đó thì hào quang tỏ ra hết. Mà sư đuôi sách lợi thì đeo cổ ngày đó thì cứ đưa mình ngủ. Và khi cầu nguyện cái lời kinh của sư vừa phát lên á, thì ngày đưa tay lên thì chắc lên cái đoạn phim rất là đẹp. Rồi sao nữa, ngày sống thêm 11 tháng
Và Xuân nghe rất là mừng là Ngài còn ôm bác đi khất thực nữa cho người ta có cái cơ hội để cúng dường thêm. Cầu chung vị tăng thống mà hết bệnh sống là 11 tháng. Rồi vừa rồi ông vua ở Mã Lai, đứa con ông bị ung thư, mà giai đoạn là thầy bác sĩ chạy đó. Nhưng rồi cái duyên á, nó tụ đủ. Ông thấy con cá, người ta chặt lầm đôi rồi mà ông niệm cầu nguyện con cá nó còn sống lại, nó còn biết nó. Và cái lòng thương của vị sư này không phải xin những cái con dời, con trùng mà người ta câu cá đó, rồi bước xuống dưới dòng sông để rồi coi như từ trên cao rớt xuống nó bị vỡ những cái lục phủ ngũ tạng, mà ông sư này cũng phải ráng leo xuống ở dưới nước á, dưới dòng sông đó để cầu nguyện. Và những lời cầu nguyện thì những cái con trùng, những cái con dời đó nó đưa đầu lên ta đánh lễ. Và lúc bây giờ á mới để cho nó xuống, và cái con cá mà nó là nửa đó thì để nó xuống thì nó không chạy đâu, nó chạy về phía con vua. Thì cái ông ăn mày thế kỷ này đó, ông mới nhìn theo cái con cá thì mới nhìn thấy một người mặc cái áo màu đỏ đi chiếc xem ra lội cũ lộ sĩ, cho hai chiếc xem ra mà nó sang trọng như là Harley Wright, Davidson hay là những cái chiếc xe mà kinh khiếp như những ông anh người của sư Minh Đức họ sử dụng. Thì lúc bây giờ mới nhìn thấy như vậy, mới nói là ô mấy người này bữa nay may mắn quá ha, thấy tôi còn hiểu những con cá và con cá nữa còn biết nói. Thì qua cái câu nói chuyện như vậy á, thì ông vua mới nói là tôi thỉnh ông đó vô ở trong cái chỗ này của tôi đây nè để cầu nguyện cho con của tôi. Thì mới nói không, chỗ đó là của ông cũng mà. Ông mới nói tôi là ông vua, bây giờ mình nói thế nào? Thế kiểu này kiểu như càng lâm mà coi như là đi vào trong tình để biết sự tình, hay là của gia lâm sao, những người mà coi như là chung dung như vậy. Thì mới nói ông làm vua sao? Chỗ đó là của vua. Ông lần nữa ông xác nhận là tôi làm vua. Hai tuần trước con trai của tôi thái tử có gặp ông, mà mình đâu có biết là ông làm vua, mình đâu có biết ông là thái tử. Mà thái tử với dân thường thì sự sống cũng có khác nhau đâu, chỉ có cái là người có phước hơn người không có phước thôi. Cho còn sự sống không có ông nào có thể điều định được với thần tử, chỉ có người nào điều định với thần tử thì mới có thể là người được theo thần tử. Và cuối cùng sao? Cũng không biết là khi vô vào cung, biết rằng con cung vua của thái tử tham lam thủ mà bình thường cái độ của như là như thần tử có việc làm trong cái thần tử chưa, thì lúc đó cầu nguyện. Thì lần thứ hai á, vừa nước tăng mà sư quay tụ lễ để cầu nguyện đó. Rồi trước khi sư qua đây thì một tuần lễ đó, cái vị mà qua sư nói chuyện quên thôi, ông tin mừng là thái tử đã xuất hiện, và một cái cảm động vô cùng. Nhưng mà không bằng sau khi giới thiệu dân trong giải thích cho tụi con một cái tuyệt vời hơn cái mà vị tăng thống được coi như sống lại 11 tháng và thái tử xuất hiện. Không có là như sư แม้กระทั่งสิ่งที่โบเห็นก็คือสิ่งที่โบอัศจรรย์ถ้าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นแม้กระทั่งพระสัตว์ของมาเลเซียยังไม่เคยได้พอได้ยินตัวหนังสือสิ่งนี้อาจารย์จะบอกหลายอันหลายอันหลายสมมติแต่เชื่อว่าคำภาวนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ทุกคนน้อมจิตและน้อมใจเอาคำภาวนานั้นเป็นสิ่งtụi con thấy là sanh rồi già rồi đau rồi chết, cái đó là cái chuyện nó quá bình thường. Xuất cái viện này rồi đến cái viện khác,
ra khỏi cái bụng mẹ thì có thể vào bụng của chư thiên hay là bụng của các loài thú. Nhưng mà cái tuyệt hơn cái cầu cho cái người bệnh á mà được lành á là cái cầu làm sao hơn nữa đó, cầu cho cái người mà đang sống đó mà họ chết cái tham, cái sân, cái si để mà họ trở thành những con người mà coi như thánh thiện, một con người không bao giờ chết được, không bao giờ chết nữa, đó là cái khó. Chứ còn ông Tăng Thống ông xuất viện rồi thì ông cũng nín thở thôi. Mà mẹ tụi con đó khi xuất khỏi cái thế gian này thì mẹ tụi con không còn vào cái khổ khổ của luân hồi sanh. Cho nên á, cầu chết á là khó, mà cầu sống á thì dễ. Vì nhiều bác sĩ, nhiều vị lương y, nhiều vị coi như là thần y tuyệt vời lắm. Còn cái cầu mà cho chết tham, chết sân, chết si, cầu mà chết cái cõi đời này để sống cái cõi đạo đó, cái đó tuyệt vời. Mà mẹ tụi con, bằng mắt tụi con thấy, à, bằng tay tụi con nghe, khi sư giờ ra chánh điện, tụi con là những người được may mắn có bà mẹ, à, được đưa con cháu vào cửa đạo. Còn bây giờ đó, à, ta nói là tu sao nhiều kiểu lạ kỳ đó. Tu không giới luật mà tu tùy kim ngân. Xóm làng thấy vậy la rong, đừng nên mượn áo mà cản trần bán luôn. Buồn cười mà cười kề kề người chết rồi người ta chẳng có mẹ gì thì là người lạ không cần phải người mẹ không phải vừa thì con thú cần phải một con thú lẽ sẽ lạ thúc thiền vừa vậy nên mình phải nay lộ đi cùng và cố gắng để cùng leo lẽ bay rằng trong tâm trí ด้วยเหตุนั้นขอการทุกๆวันในโลกนี้ของเราภาวนาเกิดหนักหน่ายแต่ภาวนาได้สุดสัญญาอย่างคุณแม่ของนี้ภาวนาขอให้ตายและตายในวิถีที่สมบูรณ์และมีสันติสุขครับวันนี้ก็ฝึกหัดตื่นดึกไปได้thì Phước Ngọc năm ngoái á, qua tại ở bên Mã Lai, ở bên Tổ quốc á, mới thấy một ông Tăng Thống 99 tuổi. Mà cái người mà theo dịch được trong Tăng Thống á, là ông đã làm ở bộ á. Làm ở các cái bộ, nói chung là Ministry á. Thì bây giờ ông nói sao? Tăng Thống nói là từ nhỏ lớn lên bên bây giờ đến 99 tuổi và gần như là hơn 80 năm đi tu. Chưa có một người nào thực sự mà thương ông như là cái ông ăn mày thế kỷ này. Bởi vì năm ngoái sư qua Tích Lan sư xây dựng lại một cái viện của Tăng Thống đó, là 22 vị Tăng Thống ở trong cái viện đó. Mà Tổng thống Tổng thép có tới đó chứ, Thủ tướng Thủ thép có tới đó chứ, những người tỷ phú tỷ phép có tới đó chứ. Nhưng mà ông này rất là kỹ. Ông đợi đến 22 đời Tăng Thống và khi ông gặp sư, ông nói ông này là cái người mà cũng cái phước để mà làm đẹp cái đó, là xây dựng cái đó. Từ cái nhà cầu cho đến cái bồn rửa mặt cho đến cái lót gạch, ông nói không phải ai muốn đến đó làm cũng được, không cho đó. Bởi vì họ làm họ cầu phước, họ mua phước. Còn ông này á là ông làm để cầu đạo, để làm cho cái cuộc đời này nó không còn những cái nỗi đau. Còn á, có nhiều khi mình giàu quá vào con nó trở thành nỗi khổ, mà nghèo quá thì nó thành cùng cực, và con sống làm sao để nó trung đạo. À, trên thì mình còn có nhìn lên các cõi trời giàu có hơn mình, dưới thì những người đang bất hạnh, nhưng mà chính giữa này mình đang thông dong tự tại, mình sống một cách hạnh phúc vô cùng ở giữa dòng nước nóng và nước lạnh, mình giống như Đức Phật vậy đó. Ở trong đó nó mát, nó điều hòa, nó thư thái và nó an lạc. คนด้วยปรารถนาจะมีความสุขในความสุขมีใดต้องสละให้ได้ความสงบความสุขความมีเมื่อทักสามสิ่งนี้เป็นศัตรูตัวใหญ่ในความเป็นมนุษย์ดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าอยู่ทุกคนเรียนบรรดาธรรมะคงจะเชื่อมั่นว่าสัจธรรมดูมีอะไรก็ต้องการเป็นความปูให้ได้ความปูBây giờ tụi con có cái câu hỏi nào không? Trước khi sư cho tụi con coi, sư cũng có mở tiếng nha. Nói chuyện với ông vua và con cá này là trước mặt ông vua đó.
trước mặt vua vua đó thì con cá này nó biết nói, nó có con nửa con thôi nha. Con cá người ta chặt làm đôi, lấy cái nít con cá đó, cái đuôi á, làm cái mồi để bắt con cá lớn. Nhưng rồi cuối cùng đó, cái duyên nó tới với ông vua rồi, cái con của vua nó có cái phước à, cho nên ông thấy bằng mắt của ông, rồi ông mới thỉnh cho vua hoàng cung. Mà vua nếu mà không phải những người Mã Lai này mà ông nói đây là bệ hạ của thủ phong đó, thì làm sao mà tin hồng vua đi chứ không đa. Mà cho qua mùi mặc lúc mặc áo đỏ đó, còn cái tướng của ông á, con mùi đi chăng, qua là tướng đi chăng, ông thấy vua chưa? Thấy không? Đó, cho nên cuộc đời nó không có gì hết tụi con. Bây giờ tụi con cứ lúc nào á, bây giờ lần thứ hai mà ông tới ông gặp sư lại nữa đó, một đi chung đa đó nữa nha, chứ không có đi khác nha. Và sư sẽ lo công chứng đi Ấn Độ xong rồi đó, tích lan xong thì sư sẽ hồi một chuyện với ông về chiếc máy bay mà số 17 em bắt 17 đó, với lại chiếc 370. Sư cứ đi, ông sẽ bay qua cái chỗ mà nó bắn chiếc máy bay á, để mà coi được cái hồng súng nào đó người. Cái hồng súng nào mà bắn SU-25 đó, tức là bây giờ ví dụ như khi mà hành quân đó thì họ đưa 6 viên đạn, bây giờ đem về có 5 viên, tức còn 1 viên ở đâu, nó lọt ở đâu, bắn ai hay là bắn cho chỗ nào. Còn súng mà với lại cái loại mà Messel đó thì không cách nào mà giấu được hết, nên bây giờ không ai dám lên tiếng hết, tại vì anh Liên Xô anh mạnh quá mà. Anh Putin anh là coi như là cái dạng tổng thống mà coi như thứ cao bồi á, thứ tổng thống cao bồi đó. Nhưng mà lễ thật thì ông vua ông cũng xin với sư là làm sao đưa ra cái lễ thật, vì 298 người đâu phải là những cái người đó là cái thù đâu, là những người trên máy bay là hành khách sống đó con đó. Có một lần sư nhớ là Liên nó với lợn mùi ở Kuala Lumpur đó con, là hình như kỳ đó có thể là con có thể gặp một trong những ông mới là mua có 2 năm, ba mới mất rồi đó, mất 2 năm đó, ba cũng có năm giáp thì quen với lợn mua trước mua cha mua đó con, sống bình dị lắm. Đây những cái người này là họ là người khởi xích đó, vô trong cái chỗ của ông mà bị đó là đứng xuống đó mà ông giàu hết biết, không ai biết ông giàu hết. Ông khiêm tốn, cũng gặp chứ là bỏ giày đồ ra ông lại. Và khi mà mình đi đến những cái ngôi chùa của ông xây lên, rồi những cái căn nhà của ông và những con cá mà nó là đưa từ cái châu qua. Và ông một nhà của ông không là hai chiếc Rolls Royce nha, hai chiếc Jack Wolf nha. Mà không ai biết giàu, sống bình dị như tụi con rồi. Xin mừng ạ. Khắp chốn ta bà hát mừng ngày xuân, hát anh đào cho đời sáng trong tình thương, cuộc đời nhân sanh mãi đắm say tài danh, nay có đau lùng vui đọa đài bao ven, ôi quá xót xa rồi có ngày mai, quên hết buồn quên hết phiền quên hết lòng quên hết sầu. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài tổ sư Đăng Quang, sư đến rồi đi. Mà hồi nãy tụi con thấy đó là những người Singapore qua đây và họ xin sư đó cầu nguyện cho một cái vị đại sứ quán của nước Singapore ở nước Lào này. Và bác sĩ thì cũng có thể nói là gần như là đã bó tay. Vì sao một vị đại sứ quán mà phải nhờ vị sư? Bởi vì vị này, cái ông giám đốc, tổng giám đốc của cái Novotel này, cái Kumasi này đó,
Nhưng về ở trước cái phim mà tụi con coi đó, thì ông là tướng sư không nói, nhưng mà ông nghe ông vua đó của một nước Hồi giáo của Mã Lai mà cung thỉnh ông sư này cầu nguyện cho thái tử thái kéo. Và nếu mà ông thái tử thái kéo này mà nở nín thở thì ông sư này coi như bị vua mở đang ở nước người ta mà. Nhưng mà chính bản thân sư cũng không ngờ là một cái vị vua hơn các vị vua, một vị dược sư, dược sĩ, một vị bác sĩ về tâm linh là Đức Phật cũng như Đức Dược Sư Lưu Ly Quang đó, có một cái năng lực vô hạn. Khi mà sao mà coi như cái ông thái kéo thái tử á, tử là chết á, mà ông lại là sao thái á, tức là có nhiều cái chữ thái á. Nhưng mà tử thì lại chết. Có nhiều khi ông thái cho người thái giám là cũng bị thiếu, nhưng mà ông này không bị thiếu, mà ông này lại xuất việc. Cô nghe thấy sư nghe điện thoại xong sư nói như vậy là cái năng lực hoàn diệu Phật pháp vô biên. Và ông này đó, tôi cũng biết là cái tài sản kinh khiếp, tài sản kinh khiếp, bán một miếng đất không đó là 45 tỷ tiền Mã Lai, tức là 15 tỷ tiền Mỹ. Nhưng mà ông lại chưa bao giờ gặp được cái người mà cầu nguyện làm những buổi lễ theo yêu cầu của ông, họ cũng cá nó sống nói chuyện như vậy. Ông này không cần một cái đồng bạc nào hết. Bởi vì sao vậy? Đồng tiền nó cho cái người thế gian, chứ còn đồng tiền mà nó ở trong thế giới của người tu tiền điên không lọ. Cho nên Phật chớ giới ra cấm giữ tiền, bởi tiền mua bán cả Phật tiên. Muốn vì đạt nghiệp còn giải thoát, tự tại công du dứt khổ phiền. Chứ còn nếu sư còn sư nói cái ông, như là nói cái ông mà thừa tướng đó, thừa téo vừa rồi cúng cho một ông sư quen sư đó 1 tỷ Mã Lai, tức là 333 triệu, mà ông sư đó là sư được quyền massage nha. Ông 82 tuổi, mà ông ta thấy có phi pháp sư massage không, sư tốt chứ không. Nhưng mà không phải vì mình đối tiền đối bạc mà mình hỏi xin 1-2 triệu, không. Mà mình chỉ đối với đạo, mình phải làm sao tìm cái món ăn đặc đáo. Mà món ăn nó không có bán ở các cái siêu thị, không có trần trọt ở trong farm, không ở trong các cái ruộng của những con vật, như ruộng ruộng tôm hay là ruộng cá, hay là ở trong những cái lò sản xuất của những con vật rồi bị cái người nuôi nó lại là bán buôn nó và ăn thịt nó. Mà đây là cái vấn đề muốn ăn đạo đó. Chỉ có cái sức sống đó, năng lực của giới luật của nhà Phật. Cho nên hồi nãy tôi không biết là những cái tên của người này qua sách đó đó, mà nói những người này là Lý Quang Diệu giờ cũng già rồi, nhưng mà con Lý Quang Diệu thì giờ là thủ tướng. Và biết hết những người là đại sứ quán đang ở trong những nước của họ, đi các nước để làm công việc cho một cái đất nước giàu có. Và tôi cũng có tin là sư dù đi đó đây 45 nước, đến nước Lào khoảng chừng 30 lần, đến Mã Lai khoảng 132 lần, Singapore tôi cũng vậy, Mỹ thì tụi con có thể nói Việt Nam thì tôi đi Mỹ Tho, còn sư đi là Mỹ thì không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà sư nói với Christopher, chủ là mua vé máy bay chi cho mát, mua vé xe lửa để cho mấy người này, họ chưa bao giờ họ có cơ hội đi xe lửa. Họ đi xe lửa, ngủ á, dù có thứ sao. Nhưng mà nó chịu, nó sư phụ là, sư phụ làm việc quá nhiều. Mà sư phụ nằm trên xe lửa như vậy, mất hết 10 mấy tiếng đồng hồ. 1 giờ của sư phụ á, 1.000 tỷ đô la cũng đổi được. Bởi vì 1.000 tỷ lỡ sư có đó, thì bị ăn cướp, bị ăn trộm, và lo quá, lo người ta lấy, lo người ta giật, lo những cái điều kiện này, điều kiện khác, thì nó cũng chỉ là làm cho cái tuổi thọ của mình giảm đi thôi. Cho nên tôi không biết là ngày hôm nay đem một sắp này vô mua vé máy bay hết cho đi 9 người. Mà 9 người này nhiều lắm sao? Hồi xưa dẫn phải đoàn 18 nước đi
mấy bay hồi đó, những con chim sắt hồi đó tốn gì lắm, chúng ta bây giờ rẻ đâu, mà họ đi lượt hết visa người khác. Thì tụi con á, sinh ra là con của nước Việt, vì hoàn cảnh qua cái này làm ăn, đám góp, dù là mình có hương, nhưng mà tụi con làm cho cái đạo tràng nó thêm thịnh lên, đẹp hơn, để cho mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa đạo có một nhà. Sư mấy năm sư có qua, là ngày sư qua thì đang xây dựng thế này, rồi có này khác rồi đó, mai sư để lại một số chút xíu để mà tụi con đó. Mỗi giờ rảnh ra cắt cỏ sư cho thêm nhá, cắt cỏ làm lại, hoặc là có thể dùng một cách khác để cho nó cái phong cảnh đẹp, sư làm lại đất cỏ. Những cái mà xây dựng ở bên ngoài á thì nó dễ lắm. Tụi con qua bên Singapore hay là Mã Lai, cái đạo tràng cái sư hồi ở Singapore đó hình như là họ nó duyên mặt đó qua này, bà con Mã Lai ở bên sư Lào qua không lắm. Là lúc đó sư tới á, nó chỉ là một cái chùa bình thường thôi, nhưng mà 3 năm đó thì họ mới thoát lên 16 triệu đô la. Mà do có cái ngôi chùa đó đó cho nên hai vợ chồng luật sư được cái vỏ mà bỏ cái ruột, được cái vỏ bỏ cái ruột. Và không bao giờ nghĩ rằng những cái đó nó làm cho hai ông bà đó rất là khổ tâm. Nhưng rồi sao bây giờ đã lỡ thật rồi thì phải cầm ra, bây giờ không đủ tiền chi phí nhưng chùa này phải cho thuê cho nó. Tôi cũng thấy bởi vì kinh tế ngày hôm nay của thế giới này nó không như ngày xưa. Ở đây này mình đỡ lắm này, là mình không có nợ nào, có nhiều rằng đấy. Còn ở bên Úc, bên Mỹ nha, nhà thờ bây giờ lần lượt ra để mà đấu giá bán, mấy nhà sư phải đi làm còn sao nữa. Rồi á, cũng đám đã là xong, các chùa được có vấn đề nghề nghiệp để mà trang nhà từng một cái đồng tiền để mà trả chi phí. Có đây dễ lắm, sư mai sư ông bác pháp thuật rồi á, đủ bữa ăn là xong rồi. Cho nên khi sư đi tu á thì ngày hôm nay sư vẫn duy trì được cái đạo thế này. Gọt đào xì bốn phương trời ráo bước, cõi ta bà nơi đâu cũng nhà ta. Một mình đi bình bạc về cà xa, đòi xin ăn giữa gốc cây nằm ngủ. Mùi phú mỹ mặt ai người hưởng thụ, bà vĩnh hoa ta nào có xa gì. Chỉ một lòng nguyện giữ đạo từ bi, đem ánh sáng phổ độ vào sân chúng. Tụi con mà ở Úc mà nghe cái đời sống của sư, mà sư bon hết, sư phải buông hai cái tay này không? Không phải buông cái miệng này không, mà buông ở trong lòng. Hồ sen nằm đỏ kiên trì, hỡi người lữ khách tắm đi bụi trần, tắm sao cho sạch bên trong, chứ đừng vọng viễn diễn vong phí đời. Buông 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 cho thân tâm khẩu ý thành thơi, từ bi hỷ xả là nơi nương vào, tu là nhàn rỗi thanh tao, hành lại chỉ đi vào chân tâm. Mấy ông sư thì vừa rồi cái lễ từ tứ ở bên Mã Lai nó giúp mình hết. Cái ngôi tỉnh xá mà sư cho mấy ông sư Singapore cũng giới thiệu người ta tới một lần, thì lúc bây giờ là ông vua, người ta lợi dụng tiếng con vua, bà con vua biết ông này mỗi một cái mùa vu lan như vậy đó, một cái mùa an cư mà ra đó, cũng y thế này cũng biết bao nhiêu bộ y không, 3.000 bộ y. Một bộ y như vậy tôi nói đó, bấy chục là bao nhiêu tiền, 3.000 bộ, một bộ bấy chục biết bao nhiêu tiền, mà nó tính nó làm tiền, nó đòi nó làm nặng lắm, một không là nó nói là đường mở vô không xin phép. Nhưng mà hên quá là vừa lúc sư cứu con ông vua, cho nên ông vua bữa sau đỡ là sẵn
ở sư Minh Ngô, cái ngày đó, cái ngày lễ đó, 6.000 người đến dự lễ. Vừa rồi lễ ở đây có khoảng 3.000 người và có những buổi lễ rất là thành công. Nhưng mà còn có những cái thành công hơn nữa, tụi con phải cố gắng làm sao vừa mình làm trước các khớp sống mà vừa cái tu. Cái nào cái tu sư mừng lắm, tu không có dễ tụi con. Nói tu là sửa nhưng mà không phải sửa dễ đâu. Sửa cái cây mà nó cong mà nó làm nó ngay đó là cũng phải khó khăn lắm. Cho nên người ta phải dùng lửa cuốn cái tre làm cái này cái khác. Tụi con còn có phước hơn bao nhiêu cô gái ở Việt Nam mình à, vì người ta đẹp quá, cứ ngồi không biết sao làm gì hết. Thẳng qua đó là con sửa này con sửa khác. Không ngờ đó, khi sư gặp tụi nó nó rồi tự tử đó. À, hỏi tại sao khổ thế nào, kể sư nghe đau lòng. Đi bán thịt người, hỏi một người á, thịt người mà 45-50 kg, có đứa 55 kg mà bán có 4 đồng 5 đồng bạc. Bán cho những người mà ăn thịt người, ăn thịt mà con dân Việt của mình, con học trước kia mà có 5 đồng bạc, 5 đồng đô. Rồi sao nữa? À, những cái người mà ăn thịt đó là những người phía châu đen vui, cao ngầu. Rồi những người Bangladesh, những người làm công, họ 3-4 tháng, cả năm không tâm. Tụi nó thấy chủ nhật quá. Nó hỏi tại sao phải xuất kiếp của con tà thơ thế này? Tụi nó tại vì kiếp trước tụi con vũng tôn. Cho nên kiếp này tụi con phải chấp nhận mà trả vũng tôn. Thì tụi con được cái phước đến cái ngôi chùa này, làm việc ngôi chùa này, đưa kiếp sau mà nhờ. Tụi con thấy không? Chủ khách sạn lớn như vậy ở cái phòng của nó ở là 3 cái phòng chính, một phòng 450 đô một đêm đó. Phòng của tổng thống đó, khi mà nó là president room á, 3 phòng dồn lại mà như vậy một đêm như vậy 1.350 đô. Ăn uống của ông vô trong cái phòng cũng kinh khiếp. Tại sao ông vô ông lại sớm? Tại sao ông lại sớm? Bởi vì đức trời quỷ thần của cái thiên cũng chỉ là lẽ là người hiểu bán tụi con đó. Cho nên tụi con cố gắng làm công việc ở đây. Sư để lại một số quà ở đây nhé. Rồi cái thiện đó ông sẽ tụi con nếu mà muốn ngồi vô đó khác thì là lát nó sẽ chỉ cách mà con là làm cho có nó dẹp bớt đi. Chứ còn mấy cái góc đó sư sẽ trang trí trở lại không bao nhiêu hết. Làm trở lại cái vỏ bên này nó mình sẽ thời gian nó xong, nhưng mà còn cái ruột bên trong những cái cốc nó làm cho cái hồn sống của cái tỉnh xác, còn nó không thì nó không có cái hồn. Tôi hôm qua là cái nơi đạo tràng của xưa ở Campuchia hay là ở bên Ấn Độ hay là các nơi cũng vậy, và tụi con nể coi cái bộ phim đó khít đó. Nhưng mà vì công việc của xưa rất là gian lo. Sư không phải là những người tu mà gõ mỏ tụng kinh, sư không phải những người tu mà giữ chùa giữ chiền, mà sư giữ tâm. Cho nên có giữ gì bằng giữ tâm. Giữ của giữ cái thì cũng bị mất, giữ ngôi giữ báo thì cũng bị giành bị giật, hoặc nín thở chán thở hết thở ngừng thở thì coi như là tôi lúc sau mà nó còn nói mình muốn nữa chứ. Cái thằng ngã vua thằng sườn mà vua đó hay là ông vua đó ngu quá, nó đến Nam Việt Bắc để cái tội thì nó mang, mà cái công thì người khác được. Người tu hành cũng vậy. Rồi sẽ tới cái ngôi chùa ở Thái Lan với sư này có hết. Thì tôi cũng biết không, vô cái chùa đi, lộn cái chùa đi mà mấy bà sư cô thấy mấy ông sư vừa xuất hiện cái là bỏ chạy hết. Nhưng mà mấy bà sư cô đó là đâu có biết là sư là thầy của những cái ông mà trong cái tướng mang hồi đó. Sư kêu ra nhưng mà sư tha mình lớn mà nó em út con cháu rồi nó em út nó sư tha. Rồi sao sư đến cái ngôi chùa kia hết biết kinh khiếp. Mà ông Trì đó ông ấy giới thiệu đi những người kia nghe tiếng của ông này thôi là đã có rồi. Còn chiếc y bán nạp bức quả đồ thế giới này xuất hiện thì vẽ thế nào đường lối bước vào vô. Đi đâu cũng bình bắt đắp bầu càng khôn vũ trụ chứa muôn loài vạn vật một tình thế. Một ngày thôi mà sư làm bao nhiêu công việc để tụi con quên đi. Mấy người Singapore này trình độ con à, thì mấy người đó mà dạng bà trời bà trở nha. Mấy người đó trình độ con mà vô đây để mà cũng được.
Vì sao vậy? Vì họ nói với nhau suy nghĩ hết và lên trên mạng, chứ không phải ở đây tụi con nói là đơn giản vậy đâu. Bây giờ tìm cái dạng vua chúa trên hành tinh này thì có 176 vua dưỡng, vua giá, vua sân khấu, vua mà coi như là nó cứ nói là sáng là vua mà tối là giặc. Vì ông thắng á, bên ngồi giặc ngồi nhưng mà anh thua giặc lòng, cho nên tối là nó giặc ở trong lòng á, nó quậy anh phải đi tìm những cái dục vọng của bên trong. Còn ông vua này khác, ông vua này ông chỉ có thắng giặc lòng là thôi, thắng cái lòng tham, thắng cái sự sân hận, thắng cái si mê, để chúng ta trở về nguồn, trở lại đường xưa, về lại tự thể lúc chưa vào đời, về nơi không tưởng chẳng lời, về nơi thanh tịnh tuyệt vời trong tâm, về nơi tự tánh của mình. Đó, thì đại khái xưa còn người cho tụi con ở lại bình an nghe không, rồi làm công việc cho tỉnh xá, rồi có dịp nào mấy cái ông hôm trước làm đây xin dẫn cho qua Singapore, Malaysia chứ mà mấy ông người tham quá, quậy quá rồi cái xưa cũng phải chạy luôn đó chứ. Chứ còn đó là coi như xưa mà chạy là không có ông nào mà đỡ nóng hết á. Còn lòng thương của xưa là trái ấu á, xưa thương nó vẫn tròn mà. Chứ xưa đâu có tội gì chưa ghét, tụi con thấy con cái con ông hồi nãy đó. Mà nói sao, con ông hồi nãy đó mà coi như là nó càng trăm vũ khí nó tấn công mà xưa dám đỡ nên nó sống. Còn hôm qua cũng không thấy tay của xưa bị bấy con ông nó cắn á. Mà lúc giới thiệu bên đó hai ông này lỡ lại ông này đút chân đút tay vô, bác sĩ cũng nói rồi ông này không đọc. Mà nó có một con là nhất riêng người hết, nhưng mà xưa bấy con chích. Xưa kêu ông nó xịt nước vô trong tay của xưa chứ chịu hết nóng đâu. Rồi vô xưa nhờ chân dầu á. Rồi vậy mà xưa vẫn đưa cái ông xưa đi lên xe bus trước, tăng lên đấy chứ. Và bác sĩ cũng thấy cái mặt con xưa này rất bình tĩnh và không có biết sợ gì hết. Sợ gì? Có sợ cũng chết, mà không sợ cũng chết. Tại sao chết sợ? Tại sao mình không chết không? Mình chết không sợ hay hơn? À, đời sống của mình không làm được điều ác. Mình làm tất cả những điều lành, mình có lòng từ bi để tới độ chúng sanh, thì mình còn sợ cái gì trên hành tinh này nữa? Chỉ sợ tội lỗi thôi. Xưa gặp mấy cái con chó ở trong mấy ngôi chùa, mấy con chó nó sao? Chùa tôi. Sư nói, biết rồi mà. Bởi vì kiếp sau chẳng đặng ra người, bởi vì cả tóc là trò cười cho thế gian. Cái chùa hết biết đẹp rồi. Mà hai con chó ở trong chùa quậy à. Hai con chó được cho cái trước những điểm rồi. Sư lấy cái mấy video sư quay, nhưng mà thấy lương tâm cho phép. Biết không? Sư đưa lên cái là trùn treo á, là tiêu con bóng chứ. Chùa mà nuôi chó tâm lâm nó xuống cứ chùa tôi hoài. Bởi vì sao? Bởi vì không có lìa được cái lưới. Người đi tu là đưa không thể tới đoạn lìa dây ái, lướt thuyền sen để trở lại cổ tu. Người đi tu là tóc vừa cạo, tơ lòng đổ mũi, cuốn số đời tơ tuổi phải môi, nở trầm nghệ ấy chết rồi tây phương cực lạc là ra cây gầm. Kể ngày ấy bản sanh sư Phật học đạo hầu nhìn mặt huyền vi làm tăng này, ôm cho bác đi đâu ôm bác, chống ôm tiền con bạc nha. Và đáp cái gì? Tôi không biết là một ngày mà chúng cho nếu mà ông này giữ giới này, 10 giới thôi nha. Mấy cô kia là 8 giới nha. 8 giới là thế nào? Không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cũng được thay cho cái giới không dâm dục, không có nấu lá, không uống rượu, không có ăn quá giờ ngọ mai ăn bữa heo. Mà sớm mai phải điểm tâm có nghĩa là điểm cái tâm của mình chứ không phải là ăn sáng nha. Rồi là không có ngồi ghế cao mà giường rộng, con ca hát, con suốt tranh, con son. 8 giới này một ngày một đêm người ta được 16 kiếp làm vua, tụi con làm một ngày một đêm được bao nhiêu? Phải không? Con làm được một ngày một đêm bao nhiêu? Và những con vua được bao nhiêu? Có các vị thần hộ giới, bảo vệ, cái phước đức đó, vị thần phước đức bảo hộ. Rồi mấy ông này đây nè, một ngày một đêm là 1600 kiếp làm vua, ngày một đêm thôi. Còn ông này bên này nè, đứa con ông đi tu, nhờ đứa con ông mà xưa cứu được ông, chứ còn không chết đâu, đi ông đi đâu, đi tàu suốt về đi thôi. Mà không những là xưa đưa con về để mà gặp cha mẹ của ông, rồi phải đi học. Chứ còn cái ngôi chùa mà biến thành một cái
một cái nhà dưỡng trẻ cho những người mà không đủ ăn á, vì trước trước cũng tu rồi sinh ra nghèo khó, rồi vô á có những là vay nợ của đàn anh tính thiết nữa thì nó có ý nghĩa gì? Mà cái người tu là dù tám giới hay là sa di giới mười giới, ở chỉ có giới thì nó không cần tiền, chỉ bạc vì tham nó còn và còn nó còn thích thú đó. Thì cái người tu là thầy của trời người cho nó bình thường, những ông vua cái lạy đó được không? Đó, cho nên tôi cũng cố gắng là có dịp nào sư qua, sư đang hướng dẫn bà con đi Tích Lan một xíu, và cái ông mà đệ tử của sư ở bên sư ở bên Mã Lai ông mà liên hệ với vua, ông chịu có nó chịu ông cũng có muốn qua đây. Tầm sư học đạo, sáng tác Nghiêm Bình, do nghệ sĩ Tuấn Anh trình bày.